Chiều ngày 5 tháng 8, một paparazzi đã tiết lộ trên Weibo về sao nam ba chữ nổi tiếng ở làng giải trí Hoa ngữ đi chơi gái, và trường hợp này rất giống với Lý Dịch Phong năm xưa. Paparazzi cũng tiết lộ thêm, nhân vật chính trong chuyện này còn có một cô bạn gái là nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí. Bên cạnh đó, hình ảnh chiếc xe mô tô và bóng rổ cũng được paparazzi đưa thêm vào bài đăng giống như một gợi ý vậy. Việc này đã ngay lập tức gây bão trên Weibo. Từ khóa dưa về sao nam ba chữ mua hoa cũng đã lên vị trí đầu tiên trên Hot Search, thậm chí còn ở tình trạng bão đỏ suốt nhiều giờ liền. Có lẽ ngoài những tin tức liên quan đến Olympic thì đây là vụ việc được CNN chú ý nhất hiện nay. Dưới bài đăng của paparazzi có rất nhiều người bình luận nghi ngờ sao nam được nhắc đến chính là Bạch Kính Định. Được biết, nam diễn viên Khanh Khanh Nhật Thường vốn có niềm đam mê với mô tô và bóng rổ, đồng thời bạn gái anh Tống Nhật cũng là một sao nữ nổi tiếng của showbiz. Vì thế, cư dân mạng xứ Trung chắc đến 90% người mà paparazzi muốn gọi tên là Bạch Kính Định. Ngoài Bạch Kính Định thì Vương Nhất Bác và Vương Hạc Đệ cũng bị netizen điểm tên vì họ có đam mê với cả mô tô lẫn bóng rổ. Tuy nhiên, hai sao nam họ Vương này không có bạn gái là người nổi tiếng nên họ đã nhanh chóng bị loại ra khỏi danh sách tình nghi. Thời gian qua, Bạch Kính Định là cái tên gây ra nhiều ồn ào nhất nhì xứ Tỷ Dần, từ vụ việc bị tố cố tình chơi trội mặc trang phục khác biệt để lấn át các bạn diễn tại sự kiện Tết Xuân Vãn, nam diễn viên bị đào lại nhiều vụ ồn ào kém duyên khác. Tuy nhiều tật nhưng khó ai có thể phủ nhận tài năng của anh ở mảng diễn xuất. Đó là lý do dù vướng vào scandal, song Bạch Kính Định vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo các tín đồ mê phim Hoa ngữ. Anh chàng gây ấn tượng qua vai diễn linh hoạt, mang đậm dấu ấn cá nhân như thiếu nữ Toàn Phong, Trường Phong Độ, Khanh Khanh Nhật Thường. Bên cạnh đó, nam thần 9X còn được chú ý nhờ phong cách thời trang sành điệu và không gian sống cá nhân cực có gu. Mới đây nhất, Bạch Kính Định được truyền thông đưa tin về việc mới tậu một căn biệt thự mới toanh. Nhiều netizen đồn đoán rằng đây có thể là nơi lánh nạn của anh sau loạt drama ồn ào vừa xảy ra. Tổ ấm mới của Bạch Kính Định nằm tại một khu hàng sang yên tĩnh. Cơ ngơi của tài tử họ Bạch được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng từng chi tiết với mục đích tạo ra một không gian thoải mái và tiện nghi nhất có thể cho nam diễn viên tận hưởng. Phòng khách, không gian nhà Bạch Kính Định được bố trí khá độc đáo. Từ ảnh hé lộ có thể thấy, phòng khách, phòng ăn và nhà bếp được kết nối một cách trực tiếp với nhau thay vì phân thành từng gian như mọi ngôi nhà cơ bản. Nội thất trong phòng được bày trí khá ít nhưng đều là vật dụng cao cấp. Đây là dụng ý của nam diễn viên họ Bạch để tạo ra một không gian trông mở, lớn và thoáng đãng hơn. Bốn bức tường xung quanh phòng khách đều được sơn màu trắng, không treo bất kỳ vật trang trí nào nhằm tăng thêm vẻ mềm mại và ấm áp. Bạch Kính Định đã lựa chọn chất liệu macro cement để phủ kết hợp với sàn gỗ tự nhiên. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt âm tường tạo nên một không gian sang trọng và đẳng cấp. Trong phòng khách chỉ có một bộ sofa dạng cùng một chiếc bàn trà. Dù trông có vẻ khá tối giản, nhưng thực tế, chiếc sofa này của Bạch Kính Định đến từ một thương hiệu nội thất Ý đắt đỏ thế giới, được mua với mức giá có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Chiếc đèn đứng làm từ giấy washi, một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Có thể thấy, dù chỉ trưng bày hai món đồ, Bạch Kính Định cũng đã mạnh tay cà thẻ một khoản không hề nhỏ. Khu vực nhà bếp được sắp xếp phía sau phòng khách, tận dụng chiếc sofa làm ranh giới giữa hai không gian. Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy rằng sàn nhà bếp được lát gạch màu xám nhạt, với việc sử dụng chất liệu khác biệt để phân chia không gian mà vẫn có tính liên kết các gian với nhau. Tủ bếp có nhiều ngăn với các gian chứa đồ rộng lớn, giúp phân loại và cất giữ các vật dụng nhà bếp một cách ngăn nắp, đảm bảo bề mặt bếp luôn gọn gàng. Bên cạnh hệ thống được tích hợp thêm lò nướng hấp, tiết kiệm không gian lại cực kỳ tiện lợi. Phòng ngủ, với phòng ngủ Bạch Kính Định thiết kế tương đối cầu kỳ, khu vực để giường nam diễn viên cho xây cao hẳn lên nhằm tạo không gian riêng biệt. Sách và tranh được sắp xếp trong phòng ngủ, vừa để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật là có thể trở thành vật trang trí, tạo ra thẩm mỹ cao cho căn phòng. Phòng đọc sách của nam diễn viên cũng rất đặc biệt. Anh chàng loại bỏ hoàn toàn giá sách truyền thống và thay thế bằng những kệ liền tường độc đáo, khiến không gian vừa khác biệt lại tối ưu diện tích sinh hoạt. Bên cạnh được bày trí bàn học hình bán nguyệt và ba chiếc ghế nghệ thuật, mọi thứ đều đơn giản nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu đọc sách cơ bản, cũng như thể hiện gu cá nhân tinh tế của chủ nhân căn nhà.